Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đến với kênh Lê Quý Bonsai nha. Thì hôm nay cũng qua Tết rồi, cũng hướng dẫn cô chú anh chị cách xử lý mà cây mà cô chú anh chị mua ở ngoài chợ đó, mua ngoài chợ Tết á. Thì về mình trưng Tết xong á, mình qua Tết mình sẽ xử lý cô chú anh chị. Thì hôm nay con cũng giới thiệu với cô chú anh chị mình cách xử lý luôn nha. Thì qua Tết thì cô chú anh chị cứ nhấp tàn đi, nhấp hết tàn luôn nha cô chú anh chị, nhấp thoải mái đi rồi mình canh lại. Nhấp cho nó tròn tròn á, cảm như mình thấy nó, cái cây nó tròn tròn á, xử lý cây ngoài chợ nha cô chú anh chị. Cho nó đâm cái thực mới, nó sẽ ra được cái đợt bông mới nha cô chú anh chị. Rồi xong, khi quá trình mình gấp xong, nhấp xong á, nhấp cho nó gọn đây, quay sát ra đây nè em. Đó. Nhấp cho nó gọn lại thì rồi quay xuống đây nè. Khi mà người ta bán cho mình á, là trong cái bồn phân này nè, nó đã ăn hết chất rồi, cây mình nó sẽ không phát triển nổi. Như chẳng hạn như cô chú anh chị nhấp đi, nhấp rồi cô chú anh chị tưới nước nữa, nó sẽ không có phát triển cái cây đó, cho nên mình phải thay luôn phân nha cô chú anh chị. Đó, mình sẽ nhổ ra thay phân nha. Chầm như nhổ ra sẽ bưng cái bầu gì nữa chú anh chị, nó sẽ không chết đâu, cho dù cô chú anh chị nhổ vũ luôn cũng không chết nữa. Trong khi em, tại vì cây này nó bị yếu rễ nè, đáng ra cái cây mà nó mạnh rễ nó sẽ có một nó sẽ dính luôn một cái phần ở trong luôn nha cô chú anh chị, dính luôn phần ở trong nha, tại cây này nó trồng nó bị yếu rễ nè đó. Thì trộn hỗn hợp thì nó dòm một chấu nha, một chấu mình trộn hai xay dừa. Canh sao cho nó vừa cái chậu nha cô chú anh chị, vừa chắc mình trồng một cái bao này ở ngoài tiệm người ta bán chỉ có 17.000 thôi, nhưng mua thêm ít chấu nữa nó trọng lên 17 hoặc 18.000 tùy theo thời điểm nha cô chú anh chị. Một chấu hai xay dừa nha cô chú anh chị. Chấu này là để cho nó thoát nước nha cô chú anh chị, còn xay dừa thì giữ độ ẩm, nó sẽ cây mình nó sẽ phát triển tốt hơn. Còn cái loại chất này là nó vô toàn là phân gom không à, phân gom với chấu không à, bởi vì bộ rễ nó bị yếu nên bây giờ mình sẽ thay là xay dừa với chấu. Hốc vô đi. Rồi tầm nhiêu đây nè cô chú anh chị. Mình để cái cây mình lên. Đó. Để cây mình sửa cây mình lên. Sửa cái thế cây lại luôn nha cô chú anh chị, tại cái cây này nó trồng em mua ngoài chợ á. Rồi nó trồng cái thế nó không được đẹp á, em về em sửa thế lại. Thế là vẫn đứng lên lại nhìn nó đẹp hơn. Đó. Mình kiềng dây lại nha cô chú anh chị. Khi mình mua ngoài chợ á, tại cây này nó bị yếu rễ á, nếu mà nó đủ rễ là mình sẽ lấy nguyên cái bầu luôn, mình chỉ tách ở phần ở ngoài tí xíu ngoài thôi. Là mình có thể mình sang cái chậu lớn luôn nha cô chú anh chị. Cái chậu nhỏ còn khi không đủ sức năng á, nên cây nhiều khi nó bị sần đó cô chú anh chị. Cây nó bị sần là nó sẽ không phát triển cái cây mình nha.
như như em nhổ đây nè, nhổ đây nhưng mà nó vẫn bình thường ha, trồng lại vẫn bình thường, mình không có sợ chết đâu, cây này nó dễ sống lắm. Thì trong quá trình mình thay phân gì là mình không có không cần gãi phân nha cô chú anh chị, phân cái gì đó là mình không cần gãi nha, khóa học á chắc là chắc gì đó là mình không cần gãi gì hết á, để tự nhiên đi, từ nào mà cây mình phát triển lên mình hãy gãi cho phân nha. Khúc dây này dài nè, cắt lấy kìm cắt. Mình thay hai chất về đây, cái cây nó sẽ sống khỏe tốt cây hơn. Vô phân gì vô chắc gì là mình tưới nước thôi, tưới nước là cây nó sẽ bốc tươi lên thôi, tại vì cái xe dừa này nó sẽ dư ẩm, nó sẽ chắc, nó sẽ tốt lắm, nó tốt cái cây dữ lắm luôn, nên mình không cần bỏ phân có gì hết. Đó, sửa thế lại, sửa cây lại luôn ha cô chú anh chị, đẹp ra liền ha cô chú anh chị. Còn dạng như mà cô chú anh chị cây lớn đó mà cây mà mua gì lớn đó mà tại sao mà trồng quanh năm mà tại sao nó không có bông, đúng không, quanh năm mà tại sao nó không có bông là do khi nó đâm tược ra là mình không kê nè, đúng không, là nó sẽ không phát triển nữa, chứ nó hết phân trong đó đó. Giống như cây này là cây em đáng ra em kê, nhưng mà nó có cái tổ chim em không kê nè, đó không kê, để đó chừng nào tổ chim nó lớn là mình kê luôn. Như vậy như cây đây là em đã kê rồi nè, đó kê nó sẽ gọn vô luôn nha cô chú anh chị, gọn vô nó sẽ đâm được mới nha đó. Rồi chắc phân mình nó sẽ hai chắc phân mình nó sẽ tốt cái cây mình lên nha, tốt phát triển cái cây mình lên, nó sẽ tốt lên này, nó sẽ đâm được mới là sẽ lên bông nha cô chú anh chị đó. Tại cây này do có tổ chim nè, đáng ra em kê rồi nè, hỏi sao mà ngoài mấy cô chú anh chị mua về tại sao nó chết là do đó đó. Thứ nhất là chắc phân khi mà người ta bán cho cô chú anh chị là nó sẽ đã ăn hết trong đây rồi, bộ rễ nó ăn hết rồi, hết chắc rồi, là cô chú anh chị có thể nhổ lên, nhổ ra, mà không phải nhổ giống như em nãy nha, giống như em nãy là tại bộ rễ nó bị yếu nha, còn cây người ta bán dịp Tết là bộ rễ nó sẽ quấn tròn cái chậu luôn, rút cái chậu ra xong mình sở cái gì xung quanh cái phân á, sở bớt, còn cái cùi lẳng quẳng bự bự vậy đó, rồi mình vô chắc phân mới mình trồng nha cô chú anh chị đó. Giống như vậy là mình kê là nó sẽ ra đâm tược cái bông tiếp nè. Nó trong em nè, em ghép là nó tược nè. Để tự nhiên luôn nha. Tà bá không à. Hiện nay cũng giới thiệu với cô chú anh chị đơn giản gì đi. Thì làm đây có gì thì liên hệ số điện thoại của em đó. Có trong mấy clip đó. Thì con sẽ hướng dẫn kỹ thêm đó. Hướng dẫn phải kỹ thêm về cây nha cô chú anh chị, trong khi tứ dưới phần á, tại sao cái cây mình nó héo lá cô chú anh chị, nó héo lá mà mình tứ nhiều mà tại sao nó héo lá nha. Thứ nhất là nó bị áo lấp phân, áo lấp nước nè cô chú anh chị, tứ ẩm đầy nước luôn, đầy luôn chỗ này ha, nhưng mà nó sẽ không thấm nào cái rễ, nó đã bị ảo rồi. Thử cô chú anh chị nè, cây nào mà nó bị héo lá ha, nó bị sần lá, nó thấy nó giống như bị héo vậy đó,
thì cô chú anh chị cũng vẫn tưới nước bình thường ha. Xong cái tứ xong, cô chú anh chị bư này lên cái, bư bư lên cái là thấy dưới đây nó sẽ khô dưới đây nè, nó không có bị ướt mà nó khô dưới đây nè, bởi vì cái cây mình nó không phát triển đó. Thì do cái đó là thứ nhất là bị hết phân, thứ hai là mình tưới nó liều lượng nó không đều đó, tưới liều lượng không đều là có nghĩa là phải dừng tầng lễ cô chú anh chị mới tưới lần, thì tưới qua cái nữa thì nó sẽ áo thôi, nó không thấm được. Thì cái đó thì nên cô chú anh chị có nên nên thay phân, thứ nhất thay phân, thứ hai á cô chú anh chị muốn không có thời gian á thì cô chú anh chị lấy cái chiếc đũa hay cái cây gì đó, cô chú anh chị mình cứ chọt vô, chọt lúc xuống gì nè, khi mình tưới nước nó sẽ thấm xuống lượt đó. Còn không có làm như vậy là nó sẽ lấp áo ở trên không nha cô chú anh chị. Hiện nay con cũng hướng dẫn sơ sơ nha cô chú anh chị, có sai sót gì thì mong cô chú anh chị bỏ qua nha. Thì có ai biết thêm thì cứ hướng dẫn chỉ cho em, chỉ cho con. Thì con chỉ biết nhiêu đó thì con cũng hướng dẫn của cô chú anh chị nhiêu đó đi đó. Rồi con cũng xin kết thúc clip hôm nay, hẹn gặp cô chú anh chị clip tiếp theo ạ.